Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha, 0348308843. Rồi, em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa để ở dưới cái tiêu đề của video cho mọi người dễ theo dõi ha. Mình coi đã bán hay chưa rồi mình liên hệ ha. Rồi, hôm nay là cái video 63. À, mọi người theo dõi kênh của em thì bấm vô cái nút đăng ký kênh nha, để cho nó cập nhật mấy cái video mới về cho mọi người xem cho nó nhanh. Mỗi khi em đăng lên á, thì nó sẽ thông báo cho mọi người ha. Rồi, đầu tiên số 1 sẽ là cái cây kiềm. Kiềm này của Anh nè mọi người. Đây, Anh sản xuất nè. Đây, cái miệng kìm nó sẽ như thế này. Đó là thiết kế của nó. Đây. Kích thước là gần 17 cm ha. Rồi, cái kìm của anh có mã 6301, giá 200.000. Tiếp theo là một cái mũi khoét. Đây, mũi khoét hợp kim ha. Nó có cái đá hợp kim nè. Lưỡi là lưỡi hợp kim. Hai cái lưỡi hợp kim nó háp vô nè. Háp lên mũi ha. Này là mũi quan sát. Đây, nó có cái cử hước này, mình điều chỉnh được cái tâm ha. Cái độ rộng của cái chỗ mình cần khoét. Nó mở được tối đa là 120. Đây, 120 mm nè, là 12 cm á. Nè. Đó. Mũi này thì mũi là mũi 8 mm. Cái này của hãng Kazawa của Nhật nha mọi người. Rồi, cái mũi khoét này có mã là 6302 ha, giá bán 300.000. Rồi, tiếp theo là một cái đây à, cái khóa 4 số nha mọi người. Cái khóa tự động ha. Của thớp là bên ha. Ở đây nó có số 8 nè, 10 nè. Bên đây là 8, bên đây là 10 ha. Qua đầu này thì sẽ là 12, 13. Rồi, cái khóa tự động này có giá là 200.000, mã số 6303 ha. Rồi, tiếp theo là một cái hổi gió. Này là lấy trên cái bàn máy tiện ha. Bàn cơ khí nè. Tháo ra đó. Nó dùng để mình xịt, mình cố định một chỗ để mình xịt mấy cái ví dụ như mình bào hay cắt phay gì đó, nó ra cái mấy cái mạt á, bụi đó. Cái này điều chỉnh được cái pét, mình cố định mình xịt vô cái chỗ mình làm việc á, này có thể bẻ tới bẻ lui được rồi đó. Ở đây là cục 500 nè mọi người. Đây 500 nha. Đó, rất mạnh luôn. Đây là cục sắt luôn, nguyên cái đế sắt rất khá là nặng luôn.
sắt đạp ha, rồi có 500 nữa. Đây là cái van, van hơi. Đây mở ra ha, đóng nè. Đây cũng đóng. Ở cái này là đuôi chuột nè. Thì mọi người vô dây thì mở cái cụ dê này ra vô đuôi chuột ha. Đó. Này cái dòi nó dài khoảng 40 ha. Đây thương hiệu của nó nè. Fuso ha. Đây. Đây thương hiệu là ở trên mọi người. Đây là cái nơi sản xuất ha. Rồi cái vòi hơi này có mã là vòi hơi cơ khí ha. Có mã là 6304. Giá 450 ngàn. Tiếp theo là một cây cắt ton nữa nha mọi người. Em về một cây cắt ton của Mitsubishi ha. Đây. Người Mitsubishi. Đây. Cái bao thì nó rách tí ha, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu. Xài vẫn ok. Đây. Kích thước này 25 cm ha. Rồi cái cắt ton này có mã là 6305 nha. Giá 300 ngàn. Tiếp theo là một cái bàn bào gỗ. Bàn bào gỗ ha. Đế bằng sắt ha. Đây. Chốt là bằng nhôm. Nó điều chỉnh được cái lưỡi rất là tiện luôn nè mọi người. Mình vặn cái núm này nè, mình điều chỉnh cái lưỡi ha. Cho nó lên hoặc xuống nè. Đó. Em chỉnh cho nó xuống nè. Đó, nó xuống đó. Nè. Nó ăn xuống rồi đó. Ở đây là mình mở lưỡi ra ha. Mở hai lưỡi nè. Này nó có cây lục giác để mình vặn cái này nè. Đây thương hiệu của Nhật mà. Đây. Lưỡi còn rất đẹp luôn. Nè. Rồi, cái bàn bào của Nhật này có mã là 6306 ha. Giá bán 300 ngàn. Tiếp theo là một cây bấm cốt. Bấm cốt của lobster Nhật ha, con tôm nè. Ở đây nó có bấm cốt nè. Đây. Mấy cái cốt thông dụng ha. 1.25 nè. Rồi ở đây là cắt cái tia rang ha. Tia rang mình con ốc á, mình dặn vô đây nè mọi người. Đúng theo cái số nó hai vặn vô. Cho xuyên qua lỗ này. Cái hình bấm xuống là nó đứt cái đầu ốc luôn. Mà nó bằng phẳng cho mình xài ok ha. Nó chuyên dụng để cắt mấy cái tia rang ha. Ở đây cũng lỗ cốt nè. Và lỗ cốt nữa. Còn đây là chuốt dây điện. Chỗ này là chuốt dây điện ha. Đây 0.75 đến 5.5 ha. Còn mới tinh. Đây kích thước nè, 24 cm.
Rồi cái bấm code này có mã là 6307 nha, giá 250 nha. Tiếp theo là một cái mỏ hàng chuyên để hàng đồ điện tử nha mọi người, vì cái đầu nó rất là nhỏ luôn. Đây, cái đầu hàng rất là nhỏ nè, đầu nó độ là 1 mm trở xuống, khoảng 1 mm ha. Đó, nó xài điện Nhật ha, 100V ha, hãng này của Nhật, 100V 13W. Đây, dây nguyên dây luôn, zin nè. Rồi cái mỏ hàng Nhật này có mã là 6308 ha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái cây đánh bẫy cá. Đánh bẫy cá của Nhật nó có bằng đồng nè, cho mình không có bị reset ha. Đó, xài rất là sướng. Nó dài 18cm ha. Rồi, cây đánh vẫy này có mã là 6309 nha, 150 nè. Rồi cuối cùng là cái bộ tu vít. Tu vít gốc ha, vận gốc nè. Nè, mũi vít của Vassel nha mọi người, đây. Bộ nó gồm như trên hình nè, nó tới 2, 4, 6, 8 cái mũi với một cái đầu chuyển, cái đầu 500 nè. Đây là 500, đây là đầu nối dài á. Rồi mũi này mình sẽ xài vô đây, chuyên vít góc, dặn mấy cái góc hẹp á mọi người. Mấy chỗ nào hẹp mà cần cái khoảng không nó chỉ vô đây nè, mình đút con này vô mình vặn mới được nha. Có đảo chiều đầy đủ nè, tự động đó chiều luôn. Đó, ở đây là nó gồm mũi ba ke nè, BH1, BH2, BH4, đây như là 4, à BH3 luôn mọi người, 1, 2, 3 nha, BH1, 2, 3, 3 mũi, với lại hai mũi dít dẹt nè, 3 mũi đầu vuông. Mũi đầu vuông nó sẽ như thế này nè, đầu vuông nè, đầu vuông 3 ly nè. Đầu vuông là 2 ly. À, đầu vuông này R1. Ký hiệu nó là R1, 1 2 3 luôn ha, đầu vuông. Đầu 1, đầu 2, đầu 3 nè. Con này BH1, BH2, BH3, 3 mũi, 2 mũi dẹt, một cái đầu nối. Rồi cái bộ này bộ dây đeo của Vassel luôn. Đây, Vassel nè. Đây, cầm vít này đảo chiều, vít góc hẹp. Rồi cái bộ tôi vít này có mã là 6310 nha, giá 250.000. Rồi em kết thúc cái video hôm nay đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ nha. À, mọi người nhớ đăng ký kênh để em cập nhật mấy cái video mới nhất nha. Rồi, em chào mọi người.